Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi gặp các con trong tiết toán ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập về phép nhân và phép chia. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khởi động qua trò chơi nhổ cà rốt. Chúng ta hãy trả lời các câu hỏi để giúp bạn thỏ nhổ được những củ cà rốt nhé. 2 x 5 cộng 4 bằng bao nhiêu? Đáp án A 14, B 10, C 18. Các con có 1 phút để suy nghĩ nào. Các con đã có đáp án của mình chưa? À, đáp án đúng ở đây là 14. Bạn nào cho cô biết chúng ta làm thế nào ra 14? À, các con trả lời đúng rồi. Ở đây chúng ta thấy 2 nhân 5 cộng 4 là dãy tính có hai dấu phép tính nhân và cộng. Chúng ta thực hiện từ trái qua phải. 2 nhân 5 bằng 10 cộng tiếp với 4 bằng 14. Vậy đáp án đúng ở đây là A. Chúng ta cùng nhổ củ cà rốt A nào. Con giỏi Con lắm. giỏi lắm. Bạn thỏ đã nhổ được một củ cà rốt rồi. Chúng ta cùng giúp bạn thỏ nhé. Câu hỏi số 2. Số lớn nhất có 3 chữ số là số nào? A. 100. B. 99. C. 999. À, các con trả lời rất nhanh và chính xác. Số lớn nhất có 3 chữ số chính là số 999. Vậy đáp án C là đáp án đúng. Chúng ta sẽ cùng giúp chú thỏ nhổ củ cà rốt C nhé. Con giỏi Con lắm. giỏi lắm. Chúng ta cùng sang câu hỏi cuối cùng. Số liền trước của số 1000 là số nào? A 99, B 999, C 998. À, các con trả lời rất nhanh và chính xác. Số liền trước của số 1000 chính là số 999. Đáp án đúng ở đây là đáp án B. Chúng ta cùng bạn thỏ nhổ củ cà rốt B nhé. Con giỏi Con lắm. giỏi lắm. Các con đã vừa giúp bạn thỏ nhổ được những củ cà rốt rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn tập lại các phép nhân và phép chia đã học qua các bài tập. Bài 1. Nối phép tính với kết quả đúng. Đây là các phép tính nhân chia trong các bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5 mà chúng ta đã được học. Để làm được bài này thì các con sẽ cùng nhau đọc lại các bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để chúng ta có đáp án đúng nhé. Một bạn cho cô biết 2 nhân 5 bằng bao nhiêu? À đúng rồi, 2 nhân 5 bằng 10. Vậy chúng ta sẽ nối phép tính 2 nhân 5 với số 10. Tương tự với các phép tính còn lại, các con sẽ làm vào phiếu bài tập nhé. Chúng ta cùng sang bài 2. Tính 4 nhân 6 cộng 16 bằng 20 chia 4 nhân 6 bằng. Đây là hai dãy tính có chứa hai dấu phép tính. Để làm được bài này, các con sẽ thực hiện từ trái qua phải. Chúng ta sẽ cùng chú ý làm thực hiện qua hai dấu bằng cho cô nhé. Chúng ta qua bài tập số 3. Bài 3. Mai có 4 hộp bút chì màu, mỗi hộp có 5 cái. Hỏi Mai có bao nhiêu cái bút chì màu? Bài toán cho biết gì? À, bài toán cho chúng ta biết Mai có 4 hộp bút chì màu, mỗi hộp có 5 cái.
Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi mai có bao nhiêu cái bút chì màu? Vậy ta có tóm tắt. Một hộp 2.5 cái bút. Bốn hộp 2.3 chấm cái bút chấm hỏi. Bạn nào cho cô biết muốn tìm số cái bút chì màu của bạn Mai chúng ta làm như thế nào? À, các con trả lời rất chính xác. Để tìm được số cái bút chì màu của bạn Mai, chúng ta lấy số cái bút của một hộp nhân với số hộp mà bạn Mai có. Ta có phép tính 5 x 4. Các con sẽ thực hiện bài giải vào phiếu bài tập nhé. Bài 4. Tìm x. X chia 3 bằng 5. 4 x x bằng 36. Các con quan sát vào phép tính phần A. Một bạn cho cô biết x là thành phần gì trong phép tính? À, x chính là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia, các con sẽ thực hiện như thế nào? Các con trả lời đúng. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Còn phần B, x là thành phần gì trong phép tính nhân? À, đó chính là thừa số. Vậy bạn nào giỏi, nhắc lại cho cô, muốn tìm thừa số, ta làm như thế nào? Chính xác, muốn tìm thừa số, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Các con sẽ trình bày cách tìm x vào phiếu bài tập nhé. Cuối bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một phiếu luyện tập gồm 4 bài. Bài 1, nối phép tính với kết quả đúng. Bài 2, tính. Bài 3, là giải toán của lời văn. Bài 4, tìm x. Cô cùng các con đã vừa tìm hiểu cách làm của 4 bài tập này rồi. Các con sẽ hoàn thành phiếu bài tập này nhờ ba mẹ kiểm tra bài. Có thể dựa theo đáp án cô đã gửi hoặc chụp hình gửi qua Zalo cho cô. Cô sẽ sửa bài và phản hồi lại cho các con. Và các con sẽ xem trước cho cô bài toán ôn tập về phép nhân và phép chia tiếp theo trong sách toán trang 173 nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tất cả các con.